Reserve time. Pew, 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 pew! Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn đang xem kênh stream của PewPew Studio. Chúng ta cùng với đây game đấu cuối cùng của ngày hôm nay vòng loại Đông Nam Á khuôn khổ mùa giải Star League The Series Season 10 giữa hai đội Awake và Johnny Revenge. Hôm nay ở phía của team Awake họ có một standing là Pháp Rinh, và trận hôm qua cũng có vậy. Có lẽ cái thành viên này chưa được chính thức chăng? Còn Johnny thì với ba standing thế kia thì ai cũng biết đó là team của Johnny, nhưng mà do Wosu chưa công nhận, Radiant thế nên là pick. Những đồng đội của Johnny vẫn phải để cái chữ standing. Và bình thường khi mà Johnny mới thành lập thì hay có cái tên là Johnny cộng 4 ấy. Bên phía Wake họ Banza Brew và Tide Hunter, trong khi đó thì Winter, Banza, Lycan và Meepo. Razor. Và pick ngay cho mình Razor. Tinker. Rất nhanh, những cái pick rất nhanh từ phía Wake. Pick luôn Viper và Tinker. Pick không cần suy nghĩ luôn, pick luôn hai hero. TP. Radiant team ban. Wow, bốn cái pick đầu tiên. Thật khiến cho người ta không thể dự đoán được là ai sẽ đi mid. Dire team. Nhưng mà trận này ban. Tinker với cả DB đi mid rồi, và Razor và Viper sẽ đi off lane. Banza, Earthshaker. 10 seconds remaining. Radiant team. Một bên có DP siêu boost, một bên có Tinker siêu dep. Bên nào sẽ ăn đây? Wake họ ban ra voi. 10 seconds remaining. Tránh cái trường hợp mà Johnny có voi úp đồng để cho Razor hút dam cũng như là DP đứng quẩy ở ngoài. Reserve time. Hôm nay King A không làm đội trưởng mà nhường cho BSR làm đội trưởng. Bình thường thì Mon thấy King A là người ban pick, nhưng hôm nay đã đổi line up. Liệu rằng cái BSR line up của anh sẽ khiến cho Awake đánh tốt hơn hay không? Như cái trận hôm qua thì Awake họ bị thảm bại quá, cái trận đó quá thảm bại. Game đấu kết thúc quá nhanh. Dire team pick. Winter, Banza, Sky. Trong khi đó Wake đáp trả bằng cái là ban Doom. Shadow Shaman. Radiant team pick. Shadow Shaman. Support khó chịu. Và đúng hơn được gọi là một hot pick trong tất cả các mùa giải. Tất cả những cái giải gần đây. Tất cả những cái giải gần đây, Shadow Shaman được pick liên tục. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Có lẽ Winter cũng đáp trả lại bằng một hero support ở vị trí thứ 3 này. Rubik.
Dire team pick. Có lẽ Winter đoán được cái ý định của Wake. Có Rubik. Winter đoán được cái ý định của Wake chơi theo kiểu là vừa boost vừa death. Và Viper sẽ là đam chính. Reserve time. Juggernaut. Juggernaut. Radiant team pick. Gần đây thì Juggernaut hay được pick up chơi ở vị trí support và kết hợp giao lưu và kết hợp với cả Shadow Shaman. Shadow Shaman chói và cho Juggernaut lên xoay. Và chơi đầu tiên thì Juggernaut sẽ chơi vị trí support, sau đó sẽ kết hợp cùng với cả đồng đội khi mà về mid game. Khi anh làm một chút đồ rồi thì anh sẽ làm luôn semi carry. 5 seconds remaining. Dire team ban. Một cái pick rất cao tay của Winter. Của Winter đó chính là Wake King. 10 seconds remaining. Wake King khó chịu không kém khi anh có hai mạng. 5 seconds remaining. Reserve time. Bây giờ mà Winter pick cho mình một offlane cứng nữa Radiant như Sentau nữa thì xong. Ở video Wake họ cũng thiếu cho mình một offlane. 10 seconds remaining. Có Wake King thì lúc nào là support, sau đó vào combat thì Wake King sẽ người tank. Cứ vào chết cho chết một mạng rồi đủ lại đào chết một mạng sau đó chạy về. Bây giờ có thêm một cái offlane nào đó hỗ trợ cho cái việc chạy vào cũng như là chạy ra. Lượt ban cuối này khó đây. Thì vì hai bên đều cần có offlane, cần một cái hero nào offlane, thế nên là bên phía Winter nếu mà họ ban không hẳn hoi thì ban cũng chính vào cái hero của mình. À, ban ra AA. Dire team pick. Chẳng lẽ Amon đánh nhầm? Omni-Knight. Omni. Radiant team pick. Nếu Omi mà gặp phải Dafa thì Omi tin First Butcher thì sẽ chơi vị trí offlane. Nhưng trong trận đấu này thì Wake không hiểu rằng là để Omi hay là Juggernaut sẽ đi offlane. Ten seconds remaining. Còn 5 seconds remaining. Cuối cùng cho Johnny Revenge. Reserve time. 10 seconds remaining. Witch Doctor. Witch Doctor như vậy là Witch King sẽ là người farm hoặc là đi offlane trong trận này. Làm tanker và Rubik và Witch Doctor sẽ làm support. Tanker rồi. Razor sẽ farm chính. Bây giờ chúng ta cùng chờ xem các
thành viên sẽ pick hero nào, chọn hero nào để chơi. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Ta cùng bắt đầu game đấu. Và trước khi bắt đầu game đấu thì Mon xin phép giới thiệu qua layout của hai battle. Bên phía Johnny Winter người cầm Razor, Link cầm Witch Doctor, Boroson cầm Witch King, Sharky cầm Rubik và kia chắc là Johnny cầm DP. À, không phải đâu. GLB cầm DP chứ không phải Johnny. Johnny chơi vị trí Spot cơ. Còn đội hình bên phía Owek thì King A cầm Juggernaut, Solotic cầm Omi, Fading cầm Viper, EO2 cầm Shadow Shaman và PSI cầm Tinker. Trận này thì Owek họ để cho Viper đi mid. Viper đi mid với cả Razor. The battle begins. Như vậy là DP sẽ đi mid với cả Viper. Razor ăn được một cái double damage, anh đang di chuyển lên lane bot. Tinker thì farm chính ở cái lane top này với cả thanh niên Witch King. Spot là Rubik và Witch Doctor thì tôi biết là muốn đi Witch King sẽ rất khó, muốn combat cũng rất khó khi mà có Juggernaut với cả có Shadow Shaman. Vì cái độ skill của bên phía Johnny lúc đầu thì họ hơn. Họ disable được. Omina đi với Razor. Purification. Word của bên phía Johnny để kiểm soát cái bãi crypto. Omi đã cầm ngay Sentry để phá. Thường thì Mon thấy Tinker mà ở bên phía Radiant thì sẽ có lợi thế hơn vì việc cái bãi crypto đi ra rất là gần. Illusion. Orion sẽ chơi Tinker tiện hơn là so với bên Dio. Đúng hơn đấy là theo kinh nghiệm mình đánh top, còn đánh giải thì Mon không có đánh nhưng mà không biết, nói theo kinh nghiệm đánh top thôi. Rubik một mình di chuyển đến đây. Gì đây? Một nhấc lên, nhấc con ác xoay rồi, stun từ phía Witch King vào. Tinker đang bị tìm bên một cái bình bong từ Witch Doctor vẫn đẩy hồi sáng rồi. Hot Blast dành cho Witch King, cho carry chói được Witch Doctor. Không chết, không chết, máu vẫn đang tặc. Một vả nữa, chưa chết được, 60 máu, chưa chết được, không thể chết được. Nhấc con ác, cố đuổi còn chết theo, cố đuổi anh còn chết. Magic lên, có giày, có chạy rồi. Không còn mana, có mana nhưng mà bị mắc creep. Không kịp stun. Chảy cối. Pha chảy cối không được của Juggernaut. Không biết ai đi.
đi với Razor, dù rằng Omina có cái buff kháng skill nhưng mà cái hút đam của Razor vẫn xuyên cái kháng skill. Nhấc lên lại bắt Tinker một lần nữa, không muốn Tinker có level một chém như vậy một mạng nữa cho Waking 2-0. Harry nhận được 2 mạng ngay lúc đầu game. Dire's top tower is under attack. Rất khẩu báo đứng vào giữa trụ chém clip luôn. Dire's middle tower is under attack. Đi ghê quá. Tinker chết 2 mạng. Nhưng mà Tinker mà có rời bay thì anh sẽ farm lại nhanh thôi. Riêng Tinker có rời bay thì farm lại rất nhanh. Nhưng mà cái vấn đề phải rời bay phải có sớm. Có muộn quá thì cũng không tốt. Cái muộn quá lúc mình farm được đủ lượng đồ lên thì đối phương cũng full hết đồ, cũng không giết được ai. Mà còn trên cái level không ổn rồi, một mạng nữa dành cho Waking 3-0. Rất good at lại kèm magic và chạy thoát được. 3-0 cho Johnny. Dường như cái trình độ chênh lệch quá thì phải. West là một team của Thái Lan nhưng mà họ một team nhưng mà họ sẽ thể xếp vào một cái team bình thường. Dire's top tower top đã nổ. Và nhìn cái bảng xếp hạng ở trong cái vòng loại thì Owex họ cũng đứng gần best. Cái team mới nổi của Thái Lan. Và Mo đang tự nghĩ không biết là bao giờ Việt Nam mình sẽ có mặt góp mặt cho những cái giải đấu lớn như thế này đây. Cũng có trước thì cũng có tham gia một cái vài giải nhưng mà toàn bị loại ngay cái vòng 2, vòng 3 đã loại rồi. Kinh dù rằng ăn 3 mạng nhưng anh mới có level 4 thôi, tại vì đi một cái land chip. Đi ở cái land chip thế nên là cái AFP sẽ bị chia làm 3. Smoke, thanh niên Juggernaut đứng đây hiện luôn rồi. Bạn muốn đi một vòng. Một vòng trái đất. Một cái smoke. Một đám người đá ở đây. Ominai á. Rất là cật lực để stack. Nhiều vậy thì ai dám ăn. Tao bảo đôi khi nhiều quá cũng là mình bụng thực. Vừa còn ăn được. Giày phay có cho DP. Soul Ring có cho Omi. Giày chip có cho Viper. Bắt Waking ở đây rồi. Dire's bottom tower is under attack. Smoke bắt Waking rồi. Stun vào Tinker. Chém cắn cây và chạy. Bật kêu ba lên xong. Bây giờ bị nước ở đây không thể chạy thoát. Một pha lừa tình siêu đẳng của Tinker. Phải nói một công nhận một pha lừa tình Dire's bottom tower ngục ngoạn ngục. Siêu đẳng đúng rồi. Dire's bottom tower has fallen. Ba thanh niên to như đứng như vị thần để cho clip ăn mất cái trụ đó. Nghe đọc Midas có cho quyết định.
Ngày xưa ở bên Dota 1 thì Quyết King có cái tên là Leon King. Và là một trận thua thì mình sẽ có cái bàn tay vàng. Và cái Hand of Midas chính là một cái câu chuyện kể về một cái vị vua tên là Midas. Dire's middle tower is under attack. Cái là với cái lòng tham không đáy của mình thì cũng muốn nó biến thành vàng mà, chiếc lòng vàng cuối cùng anh của ông ấy đã bước vào tay mình, sờ vào đâu đó biến thành vàng, cuối cùng sờ vào con vàng cũng biến thành vàng. Quyết King là một vị vua thì anh cũng nên sắm được một cái bàn tay vàng để có thể giàu và cai trị được Satan. Chém không được rồi, về thôi, chết bây giờ. Như vậy là không có gì xảy ra cả, không có giọt máu là phải đổ xuống. Tỷ số bây giờ là 3-1 nghiêng về Johnny. Last thì hai thành viên bên phía đội Johnny họ đang đứng top. Dire's bottom tower is under attack. Juggernaut vẫn chưa có cho mình. Bây giờ mình có level 4 cho đến TD này. Một nhấc lên của Rubik, Big Bang từ Wick Doctor hút máu Omi nhưng mà Viper vẫn chết, không thể sống sót được. Juggernaut xoay quay bay vào, cái con mà của DB cắn rất là thấm. Nhưng mà trong khi đó thì cái trụ đã bị deny bởi Shadow Shaman. Hai mạng để deny cái trụ. Vẫn chết Omi. Thấm quá. Bây giờ thì Tinker đã có cho mình cái dây bay. Lúc về đây thì anh sẽ farm cật lực, farm cháy máy luôn. Phút thứ 10. Dire's middle tower is under attack. Với việc mà chết hai mạng lúc đầu game mà đến phút thứ 10 anh vẫn có dây bay thì không tệ. Cướp được ulti của Viper. Quẩy rồi, stun từ phía Quyết King giúp kháng skill của Omi. Ulti từ Rubik. Ulti, chính ulti của mình cắm tóc Quyết. Như vậy một stun đã kết thúc được và người ăn mạng được cho Quyết King. Chết bởi cái stun của Quyết King trong khi đó ở đây. Shadow Shaman vòng trọng. Tele về không kịp. Cái lượng đam của Razor bây giờ là 42 đam. Anh đã có 150 đam rồi. Dire's middle tower is under attack. 3 mạng 9-1 cho người Johnny. Wow, cái game đấy này cảm giác nó không cần một xíu nào. Chúng ta cũng trích qua cái lượng vàng. Bây giờ mốc trên 12.000 vậy, 7.500. Sao đỡ đây ở cái phút thứ 11 thì trên 12.000 vàng. Có thể này có thể khẳng định là game đấu ngã ngũ rồi. Xoay cổ Juggernaut như người xoay thì không thể biết được ai. Rồi giờ hút đàm và giật chết luôn. Chói này thì chói và ăn mặn như đây về một khổ chết luôn. Chết luôn, tìm qua chăng? Không được. Thanh niên Omi với cả Tinker còn đây. Không thể đép được. Tinker với việc đi farm thì nhà mình cũng nổ. Anh ở nhà đép thì anh khả năng bị trò tiết nhiệm. Một stun, ôi dồi, đổi máu. Trời ơi, đứng ra sát đối phương. Năm thằng đứng ở đây chạy ra đổi máu. Supreme skin Tinker ơi, I love you, tôi yêu Tinker. Phải công nhận là rất là Tinker. Game đấu kết thúc ở phút thứ 12. GG được gọi lên. Oh my god, một game đấu quá nhanh. Khiến chúng ta chưa kịp nghĩ là cái game đấu này đã kết thúc nhanh như vậy. Và kiểu như một giấc ngủ, chưa kịp ngủ đã phải tỉnh rồi ý. GG game này, game đều kết thúc và người thắng đó chính là Jory Revenge. Như vậy thì đây là trận đấu cuối cùng của cái mùa, trận đấu cuối cùng ngày hôm nay của cái giải vòng loại Đông Nam Á, giải Starlet Season 10. Hẹn gặp lại các bạn trong 3